thấy thầy chiều mai con lại lên văn phòng thầy ạ. Ừ, quá tốt. Chiều mai tại vì con có một bật chị cô thím mà muốn lên để xem văn phòng của mình, và hai muốn lên tìm hiểu để hỏi mọi người, thì con bảo vâng thì đưa lên để tận mắt để nhìn nghe Đúng thầy ạ. rồi, đúng rồi, con Đưa cứ lên gọi đi. Thế cái chị bạn hôm nay về thế nào? bạn ấy bảo về để bạn ấy xem ạ. Để bạn Ừ, ấy thế nào xem thì mà. xem. Con kệ thôi, đấy là tự bạn ấy quyết định thôi, mình cũng không ấy gì cả. Đúng Con không rồi, thúc giục gì đâu. đúng rồi, Thầy ạ. để cho họ tìm hiểu và tự Vâng, họ cái gì? quyết định. Mình chỉ là người đưa tin thôi. Vâng, mình cho cơ hội thôi, không sợ thúc giục họ lại nghĩ mình thầy ạ, nên con cũng chẳng thể kệ. Đúng rồi, Con đúng bảo rồi, đấy, cơ hội cho lên xem lên nghe. Đấy thì làm hay không là việc của em. ừ. Hôm nay thầy mấy giờ về ạ? Thầy về nhà cũng khoảng hơn 4 giờ. Thế à? Cứ làm từ từ thôi chứ làm mạnh quá họ hoảng đấy. Vâng, chào cô. Ừ, Đâu cô chào cháu. sao, cơ mà cháu cũng học hỏi dần mà, cháu có gì đâu, đây gọi là cơ duyên, mình biết đến cơ hội mình trao họ thôi, còn đâu là làm cháu cũng không nguầy quá, quan trọng là mình ấy mình phải có kiến thức, như thầy nói rồi, có kiến thức thì mình mới làm được việc, bây giờ gọi là tạm thời. Đang học việc. Vâng. Em chào Mình thầy, em chào cả nhà. à, chào nhé. Em hoa mai ở Trang Quảng Bình. nhà, Trang nhà phải Trang không? Mai mai à, hoa Hoàng mai Mai ở Quảng Bình. Hoàng Mai. Hoa mai ở Quảng Bình dạ. Ừ, đúng rồi. Mãi mà không được. Mai cố gắng nâng cấp lên nhé. Dạ em chưa biết nâng cấp như nào đây. Gửi tiền rồi xong rồi lâu thôi có gì đâu. Trưng mái hoa tí em tắt, từ tắt bút đi nhá, thì tắt để em mãi không được đâu. Xong em tắt. Dạ em nói chuyện với thầy thì em tắt. Dạ. Ừ tí em nói xong rồi em tắt. Dạ. Đang phải Yeah. nói là em không được tắt của em vào mai hay sao? Nhà mai giờ Không tắt. Dạ. Dạ em tắt. rồi sau này tư vấn thêm cho nhé, chuẩn bị học rồi, 2-3 phút nữa là mình học. Em cứ không có thì em vào mã mới cũng được, cắm xuống chân của mình cũng được. Không có sao cả. Mai tổng quản Hồng là nghiêm khắc để mà còn học. Mai tổng quản Hồng, mai tổng quản là nghiêm khắc để cho mọi người học khi mình còn học. Không phải à, em vì mọi người thôi thầy ạ. Đúng rồi, sáng mai đến giờ thiền là em nhắm mắt lại em thiền thôi, còn ai vào thì vào, không vào thì cái này nó là tự giác. Có việc gì phải bắt buộc người ta thích thiền, người ta thích học về kiến thức thì người ta học nghiêm túc, còn không có thì thôi. Thứ hai vào ra 1-2 lần thì em vĩnh viễn em cho ra, đừng cho vào, bởi vì phòng Zoom của mình là phòng đặc biệt. Lúc có ai bật mic Ừ. thầy ạ, à, Đấy, lúc có lúc ai bật mic trong người thầy bảo em là tắt đấy lúc lúc đấy cần tiền thế sâu là rồi, em mới bắt em tắt mic đấy cho vào. tiền sâu thì bà cọc 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 ở trên Zoom thì nó có cái hay đó là nó phải bắt tính kỷ luật, tính tự giác. Ở Facebook thì nó không có cái đó, nên là ở Facebook cũng có cái tiện là nhiều người Vâng. xem được, nhiều người học được, nhưng mà cái tính tự giác thì nó lại không nghiêm khắc bằng ở Zoom. Đó. Nên là mỗi cái nó có cái hay, mỗi cái nó lại có cái hạn chế. À. Ở Zoom thì lại tương tác trực tiếp được, ai muốn hỏi thì lại hỏi. À. Tí đang Ok bảo vậy thì ơi tí hôm nay đang thầy bảo sao thầy giảng lại cái bài chế độ trả thưởng nha, giống như tối 17 hả thầy? hôm nay giảng lại Vâng thầy ơi, thầy giảng cho con hỏi là thầy giảng nhấn mạnh lại cho con biết về cái mà cái hôm thầy nói câu hỏi đấy, bao giờ tôi thu lại được vốn, bao lâu thì tôi có lợi nhuận và có tạo được ra dòng nhuận liên kim hay lên không, và kim. vâng
có góp đủ thu về được không đấy? Con rất thích những câu hỏi về hôm đấy thầy đưa ra. Câu nhất thì nhá, để con tắm được thì con trả lời tư vấn cho khách. Rồi ok, hôm nay là lại mấy cái đó. Ngày nào mình chúng ta bắt đầu nhá, ta bắt đầu học nhá. Đấy, dành cho cái chương trình của chúng ta dành cho những người tích cực, những người mà khát khao kiếm tiền. Đấy, mà muốn kiếm tiền mà không có kiến thức thì làm sao kiếm nổi tiền. Đấy, thế nên là ai cũng muốn giàu, thế nhưng mà lại không muốn học thì sao mà học mà giàu được. Ai cũng muốn nhiều tiền nhưng mà lại không dám đầu tư, sợ mất, thế thì cuộc sống nó cứ thế thôi. Đấy, nghe là chúng ta muốn đầu tư chúng ta phải học để có kiến thức thì chúng ta mới làm được. Còn nếu không có kiến thức thì không làm được gì cả. Thì hôm nay mình sẽ giảng cho cả nhà là chế độ trả thưởng của tập đoàn EN. Mình sẽ làm chậm cho cả nhà mình ghi nhé. Đó. Đây mình sẽ giảng rất chậm này, vì thói quen là mình không giảng chậm đâu. Nhưng hôm nay mình giảng rất chậm cho cả nhà mình ghi chép, vừa nghe vừa ghi chép, bởi vì cái chế độ trả thưởng này mình cũng giảng vài lần rồi. Thế là mọi người đã vỡ vỡ ra rồi, thì hôm nay giảng chậm cho mọi người ghi chép. Đó. Thế thì tập đoàn EN Group là tập đoàn họ kinh doanh trong cái thị trường ngoại hối, đó, ngành nghề. Đó là thị trường ngoại hối. Vì riêng ai thì ngoại hối là riêng cái thị trường ngoại hối này thì chúng ta phải có riêng một bài. Đó. Người ta hỏi thì bây giờ mình muốn gọi vốn thì mình ở thì đầu tư vào thị trường ngoại hối, nhưng mà mình không nắm thị trường ngoại hối là gì thì làm sao mà mình gọi được vốn. Nên riêng cái này là có một bài này. Đó. Và họ tạo ra lợi nhuận. Tạo ra lợi nhuận. Bình quân. Từ 5 đến 18% trên một tháng. Đó. Và cái này là được kiểm tra trên trang My Epicbook, là trang thống kê về ngoại hối toàn cầu. My Epicbook phải trang thống kê ngoại hối toàn cầu, chứ không phải là tập đoàn họ nói không có cơ sở ở đây. Kiểm tra trên My Epicbook thì lợi nhuận 2017 là 9,5%. 2018 9,5%. 2019 11%. 2020 11,30%. Và tháng 1 2021 9,99%. Đó, cả nhà mình. Đây, cái này là được thống kê trên My Book. Đó. Vậy thì họ tạo ra lợi nhuận như này thì họ chia như thế nào cho nhà đầu tư? Nhà mình ghi nhá, luôn luôn phải khắc ghi những cái tỷ suất lợi nhuận này vào trong tiềm thức của chúng ta. Vậy họ chia như thế nào? Cho nhà đầu tư. Đó, đây là cái mấu chốt. Đấy, thì cả nhà mình phải chép những cái này này, chia như thế nào. Bây giờ là cách chia, mình xóa đi nha. Cách chia của EN, cách chia lợi nhuận là
lợi nhuận của tập đoàn lãi nhiều thì nhận nhiều, ít thì nhận ít. Đấy, trong khung từ 5-18% lãi nhiều thì nhận nhiều, lãi ít thì nhận ít, trong khuôn khổ 5-18% một tháng. Nhận lợi nhuận của tập đoàn lãi nhiều thì nhận nhiều, ít thì nhận ít. Mọi gói đầu tư thì đều giống nhau, mọi gói đầu tư đều nhận lợi nhuận giống nhau. Giống nhau. Đấy, giống nhau chỗ nào đây? 5-18%. Đấy, mọi gói đầu tư thì đều nhận lợi nhuận giống nhau. Vậy thì chúng ta có thể nhớ các gói đầu tư này, 1.000 thì mình gọi là 1K, 3.000 thì gọi là 3K, 5.000 thì gọi là 5K, 10.000 thì gọi là 10K, 30.000 thì gọi là 30K. Và các gói VIP, các gói VIP 65K tương đương 1.625.000.000. Đó. 105K là tương đương 305K tương đương 7.625.000.000. Và 305 này, và 1.510K. Cả nhà mình nhân cho này ra với 25 thì nó ra số tiền này. Đó, bao nhiêu tỷ đó. Đấy, có 3 gói VIP 65.000, 305.000, 1.510.000. Đó. Đây là danh hiệu, tương đương với danh hiệu IB 1 sao. 305K tương đương với danh hiệu IB 2 sao. Và 1.510.000K tương đương với danh hiệu MB 3 sao. Đấy. Các cái lợi nhuận nhận của tập đoàn để lãi nhiều thì nhận nhiều, mà lãi ít thì nhận ít. Trong khuôn 5-18%, mọi gói đầu tư nhận lợi nhuận giống nhau. Giống nhau nhé, cả nhà mình. Gói 1.000, gói 3.000, gói 5.000, gói 10.000, gói 30.000. Và có các gói VIP 65.000 tương đương 1.625.000.000, 305.000 tương đương 7.625.000.000, và 1.510.000 thì cả nhà mình nhân hộ mình tôi này là 30.000.000. Thì cái gói 65.000 này nó tương đương với danh hiệu IB 1 sao, gói 305.000 nó tương đương với IB 2 sao, và gói 1.510.000 này tương đương với IB 3 sao. Và đầu tư nhiều thì nhận nhiều, mà đầu tư ít thì nhận ít. Quyền lợi này hoàn toàn giống nhau, cả nhà mình hoàn toàn giống nhau nhá, hoàn toàn giống nhau. Tôi nhận, tôi đầu tư 1.000 thì tôi cũng từ 5-18%, mà tôi đầu tư 5.000 cũng vậy, mà đầu tư 30.000 thì cũng vậy, mà đầu tư 1.510.000 thì nó cũng thế. Đấy, đây nó là một cái bình đẳng. Ông đầu tư nhiều thì nhận nhiều, mà ông đầu tư ít thì nhận ít. Quyền lợi giống nhau trong khuôn khổ 5-18% một tháng. Đó. À, mình ghi kịp không? Nếu nhanh thì nói là mình điều chỉnh tốc độ. Bởi vì mình đang giảm cái tốc độ ngày trước là nó quen rồi. Đấy, cách chia này. Nhận lợi nhuận của tập đoàn lãi nhiều thì nhận nhiều, lãi ít thì nhận ít, trong khuôn khổ 5-18% một tháng. Mọi gói đầu tư đều nhận lợi nhuận giống nhau. Có các gói này 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 30.000. Và các gói VIP. Ví dụ như bạn Bùi Nhung ở Lai Châu, bạn đầu tư là gói VIP là 65.000, là tương đương 1.625.000.000 và IB 1 sao.
và ai mà có nhiều hơn nữa thì đầu tư 305.000 tương đương 7.625.000.000 là IB 2 sao và 1.510.000 thì nó tương với IB 3 sao, đó là các gói VIP. Các gói này đầu tư nhận lợi nhuận từ 5 đến 18% một tháng. Đó. Giống nhau nó là đây nó là thể hiện cái tính, nó thể hiện cái công bằng, công bằng. Ai đầu tư nhiều thì nhận nhiều, ai đầu tư ít thì nhận ít. Có nhiều thì lấy nhiều, mà có ít thì lấy ít. Đó. Thế là mình hiểu rõ chỗ này nhá, ghi đi, ghi chỗ này nhá. Thế là mình ghi, nếu mà ai chưa ghi kịp thì nói. Hôm nay bài chế độ mình sẽ đi chậm để cho cả nhà mình ghi cho nó đầy đủ. Mà ai không ghi thì cứ nghe. Đấy. Đấy là cái lợi nhuận thứ nhất là nhận lãi đầu tư 5 đến 18% trên một tháng. Lại đầu tư nhiều thì nhận nhiều và đầu tư ít thì nhận ít. Và cả nhà mình nhớ này, nhà đầu tư tập đoàn thì cái lợi nhuận này thì chia ba. Lợi nhuận 5 đến 18% này trên tháng này đó. Thì ai đầu tư nhiều nhận nhiều, ai đầu tư ít thì tập đoàn đem chia làm ba phần đó. Cả nhà mình chia làm ba phần lợi nhuận chia ba. Đấy, nhà đầu tư nhận 70% lãi, tập đoàn 10% và marketing nhận 20%. Cái lợi chia làm 3 phần này, cái lợi nhuận 5 đến 18% trên một tháng ấy chia làm 3 phần, nhà đầu tư nhận 70%, tập đoàn họ lấy 10%, marketing 20%, tổng lại là 100% lãi. Đấy, tổng lại là 100% lãi nhà nhé, tổng lại là 100% lãi. Nhà đầu tư 70%, tập đoàn 10%, marketing 20%. Vậy chúng ta chú ý chỗ này, 10% này sao tập đoàn họ nhận ít vậy? Họ tạo ra cái giá trị này, họ chia cho các nhà đầu tư, sao họ nhận 10%? Đó. Vậy các nhà mình hiểu 10% đây là tập đoàn họ lấy của tất cả các nhà đầu tư. Trên toàn cầu. Đây, thì chỗ này 10% đây mà họ lấy tất cả các nhà đầu tư trên toàn cầu. Chứ không phải lấy có một nhóm người nào. Việt Nam có bao nhiêu người họ mới lấy tất bấy nhiêu người 10%. Trung Quốc có bao nhiêu người thì họ lấy, Mã Lai có bao nhiêu người họ lấy, Indo cũng vậy. Đó, tập đoàn họ lấy 10% nhưng mà lấy của tất cả, lấy của số đông. Trên đây là cái khoản thu nhập rất lớn. Khoản thu nhập cực kỳ lớn của tập đoàn. Đó. Chúng ta phải chú ý cái điểm này nha. Để mà người ta hỏi thì cái ông này mà ông thu hút được nhiều tiền nó đánh sập. Thì cái 10% của toàn thế giới là nó khủng khiếp lắm trên này. Người ta chỉ mong tạo ra được nhiều nhà đầu tư vào đây để người ta thu cái 10% này này. 10 tỷ cũng được, thì cái này nó càng lớn này. Thế là người ta không có, khi người ta đã tạo ra được cái con gà đẻ trứng vàng rồi thì không ai người ta giết thịt con gà đấy cả. Không ai người ta giết thịt mà người ta chỉ có để lấy trứng cho nó ấp ra gà con đem bán hoặc là ăn cho nó bổ. Chứ người ta không bao giờ giết con gà máy mẹ.
nuôi được cái con gà để nó đẻ chúng ta, xong mình bảo giết nó đi thì thần kinh à? À, đây chính là cái con gà nó đẻ trứng vàng vào tập đoàn dày công xây dựng, cũng giống như ông ta ấy. Ai kinh doanh xây dựng được một cái công ty 5 năm 7 năm bắt đầu nó mới có lãi, nhưng mà nó đẻ trứng vàng sòn sòn ra thì làm gì ông chủ nào đi phá hoại công ty của mình. Chúng ta cũng thế thôi, chúng ta phải xét từ chính bản thân con người chúng ta xem, nếu chúng ta làm ra một xây dựng được một cái công ty mà nó tạo ra cái lợi nhuận khủng khiếp như này thì chúng ta có phá hoại công ty của mình không, hay chúng ta chỉ muốn nó phát triển lên không, nên thôi. Em cả nhà mình hết sức lưu ý cái điểm này để giải thích với những người bảo ôi giời ơi nó thu lợi nhuận, nó cho ăn, nó giả lãi cái thời gian trong nó thu hút một vài tỷ trong đây là đánh sập. Anh người ta có hiểu đâu, không hiểu thì cứ nhắm mắt nói mò xong thì chém gió rất là hùng hồn. Và những nhà đầu tư mới không biết thì run cầm cập lên và ủ thôi chết rồi, lại có khi mình bị lừa thật, nó mà thu được 1-2 tỷ nó đánh sập thế là mình mất hết tiền. Nên các nhà đầu tư mới muốn hiểu phải hỏi ít nhất là những người họ đã đi, giống như chị Hoàng Dung, giống như bạn Lê Quân, giống như là vợ chồng chị Thảo, vợ chồng chị Thùy. Người ta đi từ đầu đến giờ rồi, ít nhất là họ xem như nào. Sau nữa thì Zalo của mình đấy hỏi xem. Thế bây giờ nhà đầu tư mới xong về nghe nó hù dọa cho mày, nghe ông Quang mày dính lừa rồi, ông nói hay thế nó mà chẳng nghe, mày ăn đòn rồi con ơi, thế là sợ run cầm cập đi, vãi hết cả linh hồn ra, chết rồi mất suốt cả đêm không ngủ, tôi chết rồi, có khi đúng thế thật. Nên cả nhà nhìn cái chỗ này 10% này, họ lấy của toàn cầu nó lớn lắm, và người ta đã xây dựng, chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta xây dựng được một cái gì đó, một cái ngành kinh doanh gì đó, giống như ví dụ như New Way của mình xây dựng một đội nhóm và nó son son nó đẻ cho mình tháng 100 triệu, mình có muốn phá hủy đội nhóm đấy không, đơn giản thế thôi. Chỉ cần bây giờ chỉ cần mình có một cái đội nhóm cho mình thu nhập 30 triệu đến 50 triệu, mình có cố kiếp mình cho nó tăng thêm đến 70 triệu, 80 triệu hay là mình đập bỏ nó đi. Đấy, như ai là kinh doanh sữa thì tự mình đặt ra câu hỏi, xong tự mình có câu trả lời. Thì mình sẽ hiểu chỗ này. Vậy bây giờ mình tính thử cho cả nhà mình xem cái 10% này nó lớn cỡ nào nhỉ? Cả nhà ghi chắc ấy. Chúng ta mới có cái doanh nghiệp con tháng 3 40 triệu và chúng ta đã cố kiếp chúng ta giữ rồi. Đây họ xây dựng cái doanh nghiệp khủng long này xong thì bảo nhau là nó thu hút vốn được. Một cái lượng vốn lớn xong nó đánh sập đi, thế còn lạ, chém gió thành thần, chém đứt veo phát đứt cái quạt trần rơi xuống bứt phát, không chạy nhanh thì gãy chân, chém nhau có hiểu gì đâu. Mình mà gặp những cái đội chém đấy mình chỉ cười mình bỏ đi, mình lấy tay mình bịt mũi này mình bỏ đi. Vậy chúng ta thử xem 10% của tập đoàn đấy nó lớn cỡ nào nhé. Bây giờ là có 60.000 ID. Mình ví dụ là mỗi ID là 5.000. Chúng ta biết là nếu đầu tư 10.000 mà lãi 10% thì một tháng tập đoàn họ thu về 100.000 của một ID. Vậy thì 5.000 mà ví dụ là lãi 10% thì họ sẽ thu 50 đô. 10.000 họ thu 100 đô, vậy 5.000 là họ thu 50 đô. 50 đô một tháng, đây là một tháng. Vậy chúng ta lấy 60.000, chúng ta nhân với 50 đô, nó ra 3 triệu. Đây là 3 triệu nhé, 3 triệu, không phải 3 triệu Việt Nam đồng, đây là 3 triệu đô trên một tháng. Không phát triển thêm cho xem
12 tháng nhân với 3 triệu. Bằng 36 triệu đô. Một con số trong mơ mà nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp cả đời còn không dám mơ tới. À, đây mà mới chỉ là 60.000 ID. Một năm họ đã có bao nhiêu? 36 triệu đô rồi, tiền lợi rồi. Để ra tận 36 triệu quả trứng vàng. Thế mà cứ chém gió mà là nó thu được nhiều, xong nó đánh sập, chúng mày mất hết tiền. À, nhưng điều gì xảy ra nếu tập đoàn tạo ra lợi nhuận như vậy và thu hút được các nhà đầu tư? Bây giờ con số này nó không phải là 60.000 nữa, mà nó là 300.000, thì cả nhà mình xem tập đoàn nó có lợi nhuận như thế nào. 300 ID, 300.000 ID, vẫn là mỗi ID 5.000, và vẫn là lợi nhuận họ lấy mỗi một tài khoản 50 đô một tháng. Chúng ta lấy 300.000 này nhân với 50 đô, lúc này con số nó không còn là 3 triệu nữa, mà nó là 15 triệu đô trên một tháng. Và nhân với 12 tháng là 1 năm. Năm 2 là 10, mà 2 là 3, năm 1 là 5, còn 1 là 1. Nó sẽ ra 180 triệu đô trên một tháng. Anh nãy nếu 60.000 ID thì 15 triệu đô một năm, 3 triệu, 30 nhân 12 là 36 triệu đô. Bây giờ nếu nó lên 300.000, nó là 180 triệu đô. Đấy, cả nhà mình một năm có một doanh nghiệp 1 triệu doanh nghiệp mơ cũng chả có cái nguồn lợi nhuận như thế này. Thế xong cái chém gió quạt tiền bảo nó không có nhiều tiền, xong rồi nó đánh sập, chúng mày chết, chúng mày dính lừa rồi. À, càng nhiều thì nó càng là nhiều lợi nhuận ở cái chỗ có 10% thôi, còn nó cho nhà đầu tư có 70%, hệ thống 20%. Đó, cái nhà mình, chúng ta có não, chúng ta tư duy một cái chúng ta thấy ngay. Bản thân chúng ta như anh chị đi kinh doanh sữa, thu nhập 50 triệu tháng thì đã bằng mọi giá để giữ cái doanh nghiệp của mình rồi. Làm ngày, làm đêm, làm sớm, làm tối, đi khách cho nó chỗ kia rồi. Nhưng mà bây giờ người ta thu nhập đến bao nhiêu triệu một đô một tháng này, à một năm này, một tháng, một năm này, bảo người ta thu hút vốn cho người ta đánh sập đi, có thấy chém gió quạt trần không phải nhà mình? Thế có hiểu đâu. Và chúng ta thì hôm trước hôm qua mình nói, chúng ta cũng chả hiểu. Thế mà chúng ta muốn hiểu về IAL này thì phải hỏi những người làm IAL chứ. Sao lại đi hỏi những người họ chả biết gì về IAL là gì, chả biết đến hai cái từ ngoại hối, chả biết gì luôn. Một cái thị trường 6.500 tỷ đô một ngày họ đâu có biết gì, họ mù. Xong đi hỏi mấy ông cái thầy bói mù đấy, ông sờ vào chân con voi thì ông bảo đây là cái cột đình trên chân con voi à, mày chết, mày vào IAL mày bị lừa rồi. Xong này sợ quá đi hỏi ông thầy bói thứ hai, ông cũng mù lốt. Xong ông sờ vào cái đuôi, ông bảo đây là cái chổi xẻ chứ đây là đuôi con voi đâu, mày lại bị lừa rồi. Lại sợ lại quánh lên lại đi hỏi cái ông thứ ba, sờ đúng cái tai con voi ông thầy bói mù này, xong bảo đây là cái quạt chứ cái tai voi đâu, mày lại bị lừa rồi. Xong nó hỏi đến ông thầy bói thứ tư, ông có sờ cái vòi, ông ở đây là cái ống phun nước chứ vòi voi đâu, mày dính toàn rồi đó. Vậy chúng ta đi hỏi IAL là phải hỏi những người làm IAL, họ làm từ đầu đến giờ rồi, check thu nhập của họ xem, check tập đoàn, thông tin tập đoàn xem, và hỏi những người hiểu biết. Họ làm ngành gì phải hỏi ngành đấy chứ, đi hỏi những người chả biết gì cả, xong nó dọa cho mấy câu, xong là tâm thần phân liệt, thế là đờ ra, xong rồi thôi không làm nữa. Đấy, ở nhà mình nói đơn cử, chúng ta đang đi tư vấn sữa non,
cho một cái bà bán rau mà nghe mình tư vấn hay, xong đáng tin tân nghi, xong bắt đầu mình đi khỏi rồi, bà đi sang hỏi ông buôn cá, bảo ông có biết cái này là cái gì không? Đấy thì ông Quang vừa bảo tôi là uống cái này bách bệnh tiêu tán, vận bệnh tiêu tán. Thế là ông hàng cá thì rất là giỏi cá, như cái sản phẩm này bảo mẹ kiếp cái thằng đấy chém gió quạt trần, làm gì có cái sản phẩm gì mà uống cái gì cũng khỏi, mày bị lừa rồi. Sợ quá chạy đến bà hàng cau, bà ơi có ông Quang vừa nói vào cái này nó cháu bị mấy bệnh mà ông bảo uống đi theo hướng dẫn của ông nó khỏi. Thế hàng cau chỉ biết về cau, nhìn quả cau nào đẹp biết, quả non quả già biết, sờ đến non sữa chả biết cái gì, mày bị lừa rồi, phải chết, uống làm gì không khéo lại mang bệnh ra. Đấy, IN cũng thế thôi, mà sữa nó thế. Thế muốn khách hàng của mình họ hiểu về sữa thì phải đi gặp ông Đinh Trần Quang, chuyên gia về y học dinh dưỡng chứ. Sao để đi hỏi cái bà bán rau, cái bà bán cá thì làm sao người ta biết về non sữa được mà người ta trả lời được. Đấy, khách hàng của chúng ta và chính bản thân chúng ta nhiều khi nó là như vậy đấy. Hỏi chuyên gia không hỏi, chuyên gia của cái ngành nếu hỏi thì hỏi toàn hỏi ninh hỏi tinh. À, mình có cô cháu là cô Lê à, Vũ Thị à, Lê Thị Hải đầu tư ở đây cũng ngót 400 rồi, lúc nào bảo chú ơi được không chú, thế mình cười không được mày đầu tư làm gì, cháu thấy nó bảo cái này bảo cái khác, xong nghe mấy cái đứa nó xui và IN của Việt Nam đấy nó chết lúc nào không biết đâu. Đây này tao có đồng tiền TNC này vứt vào đây 700 triệu, bây à 70 triệu, bây giờ nó đóng sàn cho tôi. Học không học, toàn đi nghe người Bắc cho ăn, toàn đi hỏi những người ở đâu thôi. Tại sao mình nói kỹ chỗ này? Bởi vì chúng ta là mắc như vậy. Rất nhiều các nhà đầu tư mới mắc như vậy. Muốn làm đầu tư thì phải lên chỗ người ta đầu tư để hỏi, hỏi từ thấp đến cao. Cho mình thành một cái ly giống đi, hỏi bao giờ bằng thông thì thôi. Cả nhà mình biết là khi mình đến IAN này là mình đã là một chuyên gia thượng hạng của y học dinh dưỡng rồi. Mình giảng hàng bao nhiêu người gọi mình bằng thầy rồi. Có bốt lông biết đến IAN mình cúi xuống như con cún con. Cái ni nó giống hoàn toàn đấy, gặp ai cũng hỏi thế này thế nào, làm sao, bạn làm lâu chưa, bạn cảm nhận nó thế nào. Từ người già đến người trẻ cứ hỏi cứ học. Cắm đầu vào học xong về lục trên YouTube, lục trên Facebook xem những cái thông tin nó thế nào, lật đi lật lại. Đấy. Thế là ni giống thì không đổ, không cái ni của chúng ta chả đổ nước ra nó vẫn đầy. Xong bắt đầu đi hỏi, toàn hỏi ông thầy bói mù. Thế là xong đầu tư rồi mà vẫn không biết nó thế nào, nó chết hay nó sống. Thì không dám chia sẻ. Tiền thì vẫn cứ nhận, vẫn cứ hút. Ông nói đâu xa, ông Ngôn là bố đại của bạn Ngọc Thái Nguyên cũng vậy. Tôi hiểu rồi. Mình thì mình là người trong nghề. Ông ấy cũng đầu tư xít xít 400 rồi. Tôi hiểu rồi. Học không học. Nó là tôi hiểu, nhưng mà trong bụng thì sợ lắm. Thầy ơi, tháng này thế nào thầy? Thầy ơi, tình hình thế nào thầy? Có gì bất ổn không thầy? Thầy. Đầu tư rồi, 400 triệu rồi. Bà chị gái mình bảo đi ra ngân hàng rút tiền về. Đầu tư vào đây. Đầu tư. Mày mà mất tiền của tao mày chết tao. Đầu tiên thì bảo thôi tao không cần tiền, tao không phải rút lãi đâu. Cộng lãi vào gốc cho tao. Xong về nó dọa cho mấy câu. Em ruột nó ra, em ruột của mình là này, ông anh ruột, ông em ruột. Dọa cho xuống nó lại. Tháng nào mình phải rút lãi cho tao đấy. Mày ở tháng 3 bán được cổ phiếu mày phải bán đi, thu bốc cái tao. Đấy, những người không học, không hiểu thường là như vậy đấy. Chúng ta gặp đầy dẫy luôn. Vậy bản thân chúng ta muốn có niềm tin thì chúng ta phải học. Đấy. Những người bạn này chia 2 tập đoàn họ chỉ lấy có 10% thôi. Nhưng trên toàn cầu, trên một năm họ có thể lấy vài trăm triệu đô luôn cả nhà mình. Đó, thì cái lợi nhuận thứ nhất chúng ta phải hiểu kỹ như vậy nhé. Ghi vào, ghi tốc.
ký, học ký tốc ký, nếu ai muốn ghi chép học tốc ký. Đó. Thì đấy là cái lợi nhuận thứ nhất là lãi 5-18%, nhưng mà chia ba nhà đầu tư được 70%, trả làm gì lấy 70%, quá hạnh phúc. Xong thì nhiều người không hiểu đi hỏi người khác, người ta lại bảo làm gì có cái chuyện chả làm gì mà lại lãi nhiều thế. Đây đi làm xầy vảy ra suốt từ sáng đến tối, từ tối đến 12 giờ đêm chưa được nghỉ, còn được có một tí mấy triệu một tháng. Mày bảo mày chả làm gì mà mày gửi vào đây mà mày lại có lãi. Nghĩa là lại sợ rún cầm cập lên. Ừ đúng kìa, mình có làm gì đâu mà sao lại lãi nhiều thế nhỉ. Ta phải học phải nhiều chứ. Hôm nay mình nói chế độ này sẽ rất là chậm để cho cả nhà mình ngấm. Em vẫn một bài chế độ này, cả nhà mình có nghe mình nói cả 100 buổi vẫn một cái bài chế độ này thôi, nhưng mỗi buổi nó có một cái gia vị khác nhau. Đảm bảo ở nhà mình có nói 100 đến bao nhiêu trăm buổi một cái chủ đề thôi, mỗi hôm nó lại có một cái hương vị khác mà cả nhà mình không ngờ được luôn. Là mình có nói không rồi. Chứ còn một chủ đề này á, cả nhà mình học 100 lần cũng chả chán. Bởi vì mỗi hôm ông nói vẫn thế thôi, nhưng mà ông lại có một cái gia vị khác. Cái thằng cha này nó buồn cười thật. Sao mấy thằng cha này mới có giảng có mỗi cái ngày mà mỗi hôm vẫn có thế thôi, nhưng mà hôm nay thì thấy mùi thơm thế này, mai lại thấy mùi thơm thế kia. Hôm nay thấy mùi thơm của hoa hồng, hôm mai lại thấy mùi thơm của ba ly. Xong ngày kia lại thấy cái mùi thơm của hoa gì ạ? Mỗi hôm có một cái hương vị. Vậy cái chế độ lãi thứ nhất cả nhà mình hiểu đó là chia ba, lãi nhiều chia nhiều, lãi ít chia ít. Và cả nhà mình phải nhấn mạnh là gốc thì giữ nguyên. Rút bất kỳ cái chỗ này rất là buồn cười. Cả nhà mình biết đầu hàng 25 rồi và đầu ra là 23 rồi, anh nhiều không lại còn thế này nữa. Tao không biết, bây giờ tao gửi vào này, mai tao rút kẻ cả mất bao nhiêu cũng được, xong tao mới đầu tư. Cái vừa người nào rút ra mất mẹ nó 2-3 triệu vẫn cứ rút, có ông còn rút hẳn 3 má mất 6-7 triệu vẫn cứ rút để tao mới yên tâm. Thế mới lạ, cái đầu óc của người Việt mình nó lạ kỳ thật đấy. Thằng bao nhiêu nghìn người người ta đầu tư rồi vẫn phải tao phải trải nghiệm. Và thế cái gì bố không trải nghiệm thì bố chết mất bố ạ. Thế nó cháy nhà bố ạ, tao phải trải nghiệm cháy nhà về mới xong vào nhà mình đốt xem thế nào. Cái gì cũng trải nghiệm thế mới lạ. Xong rồi gần bảo thế mày cứ đầu tư đi, mày nhận lãi 1 năm đi, xong tao đầu tư. Thế mày cười bảo thế 1 năm nó tốt, xong đến năm đến tháng thứ 1 của năm thứ 2 nó lăn đùng ra, nó ngã ngửa ra, nó chết thì ông làm nào? Thế thì gãi đầu gãi tai thì thôi tao không làm. Cái tội là tội không học, không hiểu, toàn nghe hơi bắt chó. Chúng ta phải loại bỏ cái này ra khỏi kiến thức của mình nha. Cho nên là chúng ta luôn luôn là nhấn mạnh với khách hàng là rút, rút lúc nào thì rút. Bởi vì không ai động chạm đến gốc của bác cả, nó ở ngân hàng ấy. Nó rút nó là thì vào máy điện thoại này ấn xèo cái là một tuần sau thì nó về. Lãi thì chia ba, đó là cái chuyện đầu tiên. Ông đầu tư nhiều cũng giống như tôi 1.000 thôi, tôi có 1.000, ông 5.000, tôi với ông đều nhận trong cái khung 5-18% một tháng. Chả ông nào hơn ông nào cả. Rút thì giữ nguyên, rút nào thì rút. Cả nhà mình phải nhấn mạnh 2017 9,5%, 2018 9,5%, 2019 11%, 2020 11,3%, tháng 1 2021 là 9,99%. Chia 3, nhà đầu tư 70, tập đoàn họ lấy 10, nhưng mà lấy 10 trên toàn cầu mà có số khủng khiếp, hệ thống được 20% của cái lãi đó em chia 3, gốc giữ nguyên,
À, mình phải nói cái chủ đề này ít nhất 10 lần cho cả nhà mình ngấm vào người, thì cả nhà mình ngấm vào tiềm thức thì nó mới hay rồi. Đấy là chế độ thứ nhất là lợi nhuận thì đem chia ba. Vậy cái chế độ thứ hai là hoa hồng lãi trên lãi. Đấy, cả nhà mình tí nữa hỏi bạn Bùi Nhung xem hôm mùng 6 hôm mùng 7 thì mình rút cho bạn đấy, là bạn nhận 66 triệu của nhà mình vừa xem rồi. Sau nay mình nhắn tin bảo em vào cái ô màu cái ví màu hồng, em rút cái hoa hồng lãi trên lãi về cho anh xem được bao nhiêu. Thế nào hôm nay bạn đã rút mà bạn bảo bạn chả ngờ, bảo em vừa rút hay thông qua rồi bảo em cứ bám rút đi. Thế nào hôm nay bạn rút được không biết 800 bao nhiêu đô ấy, hơn 800 đô cộng đây đó là cả 122 đô tiền thưởng toàn cầu cái lót một sao, thì bạn được hơn 800 đô này, không biết 800 bao nhiêu đó. Sao mà anh ơi nhược nhiều này á, mà ừ thế mai mình đây gửi cho bạn đấy, cả nhà mình cứ nhân với 22 luôn, 17.600.000. Mai này teng teng tài khoản này có 17.600.000, tiền ở đâu, lãi chứ lãi cái này đấy. Hỏi ngay bạn Bùi Nhung ấy, cả nhà mình nếu mà ai mà hôm trước mình chuyển tiền rồi nào nó đều nhảy hết cái này về rồi đấy. À, và hôm nay mình cộng sơ sơ của mình đâu đó được 500-600 gì đó nhà mình hơn mình ở hơn đấy. À, thế người hoa hồng lãi trên lãi này như thế nào đây, nhà mình phải hiểu này. Đây là ông A, thì mình vẽ ra đầu tư 10.000, ví dụ một tháng là 10% trên tháng thì chia ba, ông A được 70% bằng 700 đô. Ông B, ông A, IAN 10% 100 đô. Và hệ thống 20% bằng 200 đô. Vậy cái hệ thống 200 đô này họ chia như thế nào? Họ chia cho ta thành 5 đời. Đời 1, ông A 1, cả nhà mình khoanh 5 cái vòng tròn ở dưới. Ông A 2, ông A 3, ông A 4, ông A 5. Đó, họ chia cho 5 đời. Đây là F1 chúng ta hay quen rồi, F2, F3, F4 và F5. Đây là tập đoàn hoạt động truyền thống chính thống, nó chả cần phải bao nhiêu chân cả, cái này cũng cứ thế mà lấy tiền thôi, nó chả có điều kiện chân cẳng gì cả. Mày thích làm 100 chân kệ mày, mày làm 1 chân cũng được, mà mày thích làm 2 chân cũng mắc kệ. Nó chả bắt chúng ta làm bao nhiêu ông cắm tô tủa xung quanh ông này hàng nghìn cái cũng được, nó không có bắt buộc mình là bao nhiêu cả, vì đấy là hoàn toàn truyền thống. Và nó chia cho 5 đời như thế nào? Nếu ông này đầu tư với bạn, xong mời ra ông này, ông này đầu tư với ông này, xong lại mời ra ông này, mời ra ông này, mời ra ông này, thì cái 20% này đây, nó chia cho 5 đời. Vậy ông A này nhận của ông A1 là 40% trên 20%. Đây, ông A được 40% của cái 200 đô này này là bằng 80 đô. Đấy, ông A là nhận của ông A1 là 40% trên 20%, 40% của cái lãi này này. Đó, nhận ông A, nhận của ông A2 30%
trên 20%. 20-30% của 200 đô này là 6 kilo. À, ông A này nhận của ông A3 là 10% trên 20%. Đây, 10% của 200 đô này bằng 20 đô. Ông A này nhận của ông A4, ông F4 này cũng 10% trên 20% cũng bằng 20 đô. Ông A này nhận của ông A5 cũng bằng 10% trên 20%. Đây, 20% đây cũng bằng 20 đô. Vậy tổng ông A nhận 5 đời bằng 200 đô. Đây nó gọi là hoa hồng lãi trên lãi. Lãi nhiều chia nhiều, lãi ít chia ít, không lãi thì không chia. Đó. Và nhận hết 200 đô này trong tổng số 5 tờ. Và ngày hôm nay sau cả nhà mình hỏi luôn Bùi Nhung nha, hôm nay Bùi Nhung rút được hơn 800 đô cái tiền này này. Vì hôm trước vừa rút ra thì cái tiền này nó chảy về luôn tài khoản của Bùi Nhung. Là không biết 820 hay 830 mình không biết. Để lúc ấy bạn đó, mình bảo bạn ấy nhặt về. Bạn bảo em vào em nhặt đô đi. Trời ơi anh ơi vừa chuyển mà, bảo vào nhặt đi. Vào nhặt ở cái ví hồng ấy. Vào nhặt đi. Thế là vào nhặt. Xong lúc 5 giờ tối mình đang chưa ngủ, bảo anh ơi thế bây giờ hôm trước anh dạy em chuyển rồi, hôm nay em vẫn còn ngỡ ngỡ thì chuyển qua phải đi này như ai không, bảo ừ đúng rồi cái chuyện đúng nghe đây đấy. Xong thế là ngăn phát 2 phút thì chuyển hơn 8 đô vào tài khoản của mình. Đấy, đây là cái hồng lãi trên lãi. Hôm nay bạn đã nhận nó thì mai vào ngày kia mình sẽ chuyển cái khoản tiền 18 triệu mấy trăm này cho cả nhà xem. Hôm trước bạn được 66 triệu rồi, đó là lãi đầu tư. Và mai vào ngày kia mình chuyển là lãi trên lãi. Đấy. Vì mình phải làm như thế thì cả nhà mình hình dung ra cái lãi trên lãi là thế nào. Khi chúng ta rút cái lãi đầu tư thì cái lãi này nó chảy về. Đó. Và một tuần thì được rút một lần, trên 100 đô thì được rút. Đó, cả nhà mình hưởng 5 đời hết 20% thì thôi. Đó. Đây cũng là một cái hồng tương đối. Đấy. Có bạn đã rút được 66 triệu tiền đầu tư rồi thì bạn lại thêm được 18 triệu tiền lãi trên lãi này. Cái này thấy được không? Hoan hỉ đi. Hoan hỉ đi và tiềm thức. Thế là tuyệt vời quá, còn gì nữa. Còn đấy là đúng là lãi trên lãi thật. Chứ mình làm cái gì mình giảng xong mình thực hiện luôn bằng thực tế cho cả nhà mình thấy. Chứ không giảng cái thuyết này xong không nhìn thấy thực tế còn bán tính bán nghi. À, mai ở Bùi Nhung nha, hôm nay Bùi Nhung có trong vô không? Bùi Nhung hôm nay có trong Zoom không? Im thế nhỉ? Thôi, ok. Đấy, cả nhà mình, lãi nhiều chia nhiều. Và đến cuối tháng nếu ông này không rút lãi, 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 thì công ty tự động cộng lãi vào gốc. Vào gốc, để thực hiện chế độ lãi kép. Đó. Thực hiện chế độ lãi kép kỳ quan thứ 8 của nhân loại. Và ngày 28 hoặc 29 hoặc 30 hoặc 31 thì cái lãi này nó tự động, công ty tự động cộng lãi của này vào gốc thì nó chảy về nhà mình, nó chảy về tài khoản. Đấy là cái hoa hồng thứ hai là hoa hồng lãi trên lãi. Đó. Mình phải giảng cái này rất kỹ cho cả nhà mình để cả nhà mình hiểu. À, mình mô phạm luôn bằng thực tế luôn. Chứ mình không có nói suông. Mình là chuyên gia đào tạo lý thuyết ứng dụng vào thực tế. Ông dạy lãi cái lãi này có chưa? Có thì ông mô phạm cho chúng tôi xem. Đó. Đó là cái hoa hồng thứ hai là hoa hồng lãi trên lãi. Lãi nhiều chia nhiều, lãi ít chia ít. Một tuần thì rút một lần. Trên 100 đô trẻ em bắt đầu được rút. Và cái hoa hồng thứ ba
là hoa hồng mã lót. Mã lót là như thế nào? Thì tập đoàn mình giao dịch tương đối lớn về về số tiền vào thị trường, nên tập đoàn mình thỏa thuận với sàn giao dịch để nhận được cái chế độ ưu đãi là cứ 10.000 đô giao dịch vào thị trường thì được nhận lại 30 đô. Đó. Cứ 10.000 đô giao dịch vào thị trường nhận 30 đô. Ở đây nó gọi 10.000 đô này nó gọi là một lon. Với tập đoàn 10.000 đô ra là một lon. Và vậy thì cái 30 đô này tập đoàn chia như thế nào cho nhà đầu tư? À, vậy chia như thế nào? Thì đây, cả nhà mình vẽ cái ông A này. Và dưới ông ấy có 15 cái vòng tròn, tượng trưng từ F1 đến F15. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14 và F15 phải nào ông? Đấy. Thì cái hồng mã lót này thì tập đoàn chia cho 15 tờ. Để làm vẽ đi. Cái bài này mình còn chia sẻ bao giờ cho cả nhà mình ngấm hiểu thì thôi. Giảng cho 3-4 lần rồi nhưng mà chưa đâu vào đâu đâu, cứ yên tâm. Trong vòng 3 tháng tới xong rồi dần cho cả nhà mình vào Zoom tự chia sẻ, bắt đầu nói thực hành để xem chúng ta ngấm ra đến đâu đó. Thế thì đây ông A1 này, ông F1 này được 2 đô trên một lót. Ông này giao dịch đủ một lót thì ông này được 2 đô. Ông F1 này giao dịch đủ một lót 10.000 thì ông A này được 2 đô. Ông F2 giao dịch đủ một lót 10.000 thì ông này được 1 đô. Ông F3 giao dịch đủ một lót 10.000 thì ông này được 1 đô. Ông F4 giao dịch đủ một lót 10.000 thì ông A cũng 1 đô. Ông F5 giao dịch đủ một lót 10.000 thì ông này cũng được 1 đô. Từ F2 đến F5 là 4 người. Và cứ một lót giao dịch nhân với 1 đô sẽ bằng 4 đô. Ông F6 này giao dịch một lót thì ông A nhận 0,8 đô. Ông F7 giao dịch một lót thì ông A nhận 0,8 đô. Ông F8 giao dịch một lót thì ông A cũng nhận 0,8 đô. Ông F9 nhận giao dịch một lót, ông A cũng nhận 0,8 đô. Ông F10 giao dịch một lót, ông A cũng nhận 0,8 đô. Chỗ này là 5 người nhân với 0,8 đô bằng 4 đô. Ông F11 giao dịch một lót, ông A nhận 0,3 đô. Ông F12 thì ông A cũng nhận 0,3 đô. Ông F13 cũng nhận 0,3 đô, F14 cũng 0,3 đô, F15 cũng 0,3 đô. Tổng chỗ này cũng là 5 người nhân với 0,3 bằng 1,5 đô. Cả 15 đời này cộng lại, chỗ này là 2 đô, cộng với 4 đô bằng 6 đô, cộng với 4 đô bằng 10 đô, cộng với 1,5 đô
bằng 11,5 đô. Một lót là một lần. Đấy. Một ngày tập đoàn mình giao dịch từ 3 đến 5 lót. 5 lần. Nếu giao dịch 3 lần thì tổng cái hệ thống này cho cái ông A là 3 nhân với 11,5 bằng 34,5 đô. Nếu giao dịch 5 lần thì ông A sẽ nhận cả cái hệ thống này là 5 nhân với 11,5 là 57,5 đô. Đấy. Thế khi các bạn lên IB 1 sao gì á, các bạn nhìn thấy mỗi ngày nó nhảy về tài khoản của mình 7-8 đô là ở cái chỗ này nè. Ngày nào nó cũng nhảy, cứ giao dịch nó nhảy. Hay là bốn chung bây giờ có cái tài khoản nó nhảy 500 đô. Hay là Lê Quân thì có tài khoản nó nhảy 1-2 nghìn đô một ngày. À mình à, ở cái chỗ này này. Đó. Ông F1 là được 2 đô. Ông F2 đến ông F5 là được 1 đô một ông. 4 đô, 4 người nhân với 1 đô bằng 4 đô. Ông F6 đến ông F10 được 0,8 đô một người. 5 người nhân với 0,8 bằng 4 đô. F11 đến F15 mỗi người được 0,3 đô. 5 nhân người nhân 0,3 đô bằng người bằng 1,5 đô. Cộng lại 2 đô cộng 4 đô bằng 6, 6 mới 4 bằng 10. 10 cộng 1,5 bằng 11,5. Một ngày giao dịch 3 đến 5 lệnh, nếu giao dịch 3 lệnh thì lấy 11,5 nhân 3 bằng 34,5. Nếu giao dịch 5 lệnh thì lấy 11,5 nhân 5 bằng 57,5 đô. Đây nó gọi là hòa của bạn nó. Và nó thực sự là tự động. Cứ giao dịch là có tiền. Cái mà lãi như lãi là giao, có lãi thì lãi nhiều thì chia nhiều lãi tiền. Còn đây cứ tự động. Nó phụ thuộc vào bao nhiêu lệnh trong một ngày này ta nhảy lấy tiền. Đấy. Hôm trước mình rằng cả nhà thấy mỗi năm gì mà nhiều tiền thế. Đấy, nó thế này này. Và thực tế chúng ta nhận bao nhiêu người nhận không bảo sao được nhiều thế hả thầy ơi? Nhiều thế này á. 90% là bảo sao được nhiều thế. Bà nói như vậy đấy. Và rất hoan hỉ luôn. Đấy, ví dụ bạn Hường ở Thái Nguyên đầu tư khoảng 300 tháng nào cũng, bây giờ hơn một tí tháng nào cũng đôi chục. Ông Ngôn thì tháng được gần 400 thì tháng nào cũng ba mấy 40 triệu. Bà Lục là mà mẹ chồng của Ngọc thì đầu tư có 5 đô thôi, à 5 nghìn thôi, tháng nào cũng mười mấy 20 triệu có hệ thống. Đó là cái chỗ này này. À, ở cái mã lót lãi nó lên đấy. Ở cả nhà mình ghi lên nha, tính nha. Đây hôm nay rõ ràng chi tiết đến thế này rồi mà vẫn còn bảo chưa hiểu thì bỏ tay chúng con rồi. Đó cả nhà. Ngoài cái mã lót này thì nó còn ma hồng danh hiệu. Nó không bắt các bạn phải mấy chân đâu nhá. Một cũng được, 100 cũng được, 1.000 cũng được, 2 cũng được. Cứ ăn má lo cái này, cứ lãi cái lãi mà ăn đâu. Một giây này cũng ăn. Chả cân chân, chả cân cặp gì cả. Chả đòi hỏi phải mấy. Nhưng muốn nhận được hoa hồng danh hiệu thì nó lại đòi hỏi phải có cơ cấu. Để nó thẩm định cái tài năng lãnh đạo của anh. Anh có thực sự có tài hay không để anh nhận danh hiệu. Còn anh không có tài thì anh tắm thế nào cũng được. Ba xuyên, ba cụ, ba cũ, ba cụ. Ở đây anh cứ nhận mã lót như này. Anh nhận mã lãi trên này. Thế anh nhận lãi đầu tư 5-18% thế. Nhưng để nhận được bao danh hiệu này phải thực sự là người có tài năng và bản lĩnh. Và phải là người dám cho đi. Cái bao bao của mình thì cái hoa hồng danh hiệu này nó sẽ rất khó đạt được nhà mình ạ. Đấy mà Thủy Hà Đông thì cái Hà Đông thì rõ nhất rồi, nên văn phòng gặp thầy ký đầu tiên, tất cả những người ký sau là thầy đưa tất vào cho Thủy.
Thế bây giờ một chân hơn 20.000 rồi, một chân nữa 10.000 rồi, thế là được một nửa danh hiệu một sao rồi, chạy 3 tháng nữa thì mê thôi một sao, 350 triệu lót một tháng, thế thôi. Thiên Thủy cố gắng nha. À, cái cơ duyên mình nắm bắt nhanh. Đấy. Ừ, khi ông nào nắm bắt nhanh là ông thắng. Còn ông nào chần chờ thì ông ấy thua. Vẫn mãi như thế nhưng mà còn khó mà nên danh hiệu. Bởi vì ở cái vị trí người ta không thể giúp đỡ được ngay. Ai cũng được giúp đỡ. Như ông nào vào trước thì là ông đây kiểu như là cái quán phở nó mới mở ấy. Thế nó khuyến mại bát phở hai quả trứng. Ông hết khuyến mại rồi, thế là ông vào sau rồi thì phở chỉ còn mì chính thôi. Thế bao giờ mà nó tiền dư thâu, tiền nó dư hàng đống ra, nó lại khuyến mại cho anh kia ông mà không được khuyến mại thì phải đợi đến đợt khuyến mại thì nó mới lại khuyến mại. Đấy, là hệ thống nó như thế đấy. Người nào nắm cơ hội vào phát. Thế là thôi, à, mày nhanh trí khôn này thì mày hưởng. Bởi vì có ba chân thôi thì chả đưa xuống thì đưa đi đâu. Đấy cả nhà mình, còn lúc nào chậm thì chịu thiệt. Trông chậm mình uống nước đục. Không được, chưa được ngay cái sự hỗ trợ của tuyến trên. Còn lúc nào nhanh, suy phần đây, em đây. Thầy ơi em đây. Thế nào, thầy à, anh nhìn thấy mày rồi. Cắm vào. Theo có bao nhiêu người ở dưới, đưa vào. Thế là cái thằng nào nó khôn bảo em đây, nó quát to lên. Ông thầy giật mình bảo ô nó kia thật rồi. Thế là đưa nó vào. Đấy. Còn nói mãi không nghe thì hết khuyến mại rồi. Thì phải bảo đến, bao giờ đến là khuyến mại. Thì ông mới khuyến mại được. Thế là cứ thắc mắc. Có bạn ở Nam Định. Thì mình giúp cho cái bạn là bạn Thương ở Nam Định ấy, là bạn thân của mình về năm rồi. Mình giúp cho hệ thống đầu tư bây giờ mới có 1.000, nhưng một tháng được khoảng, bây giờ một tháng được khoảng 7 triệu mấy đấy. Thế là cô em cũng bảo chị ơi em cũng đầu tư 1.000, thế chị bảo bác Quang giúp em giống chị nhá. Các nhà thấy không, bảo thấy không, thì bảo là làm sao mà bác giúp ngay được, bác sẽ giúp nhưng mà phải đến lúc sau, còn bây giờ thì bác chưa giúp được thế. Bây giờ thì em cứ đầu tư ít thì anh ấy đầu tư cho nhé, còn bảo bác không ngay thì bác không ngay. Trên kêu anh nhiều hoa danh hiệu là đánh giá năng lực và tài năng của các bạn, sự cho đi của các bạn. Và bí quyết của người giàu ấy, bây giờ hôm nay nói này, bí quyết của người giàu ấy là đem cho tiền đi. Bí quyết của những người thầy là cho kiến thức đi. Và bí quyết của những người đi làm công thì cho công sức đi để nhận về thành quả. Đấy, chúng ta muốn giàu thì chúng ta phải cho người ta hệ thống để người ta còn có tiền. Và bây giờ mình cài hệ thống rất là tinh vi rồi, ai cũng được cộng hưởng hết ha cả nhà, ngoại trừ những cái ông vào sau thì thôi, ở cửa dưới thì thôi cứ là phải đợi thôi, còn lúc nào đến lượt thì lại đến. Đấy cả nhà mình, vậy có một cái điều này nó đánh giá tài năng của các bạn, cái đức hy sinh của các bạn, cái sự cần cù kiên nhẫn của các bạn. Đó. Đây. Đây là ông A. Ông ấy ra một đội này, ông này 5.000, ra một đội này 20.000, ra một đội này 20.000, ra một đội này 20.000. Thì ông lên ID 1 sao. Giống như là Hồng Nhung bây giờ đó. Đó, giống như là ai bây giờ bắt đầu chuẩn bị đầu tư một sao thì là được một lót một đô trên một lót toàn cầu, nhưng mà là toàn cầu nhé cả nhà mình, thì nó không, đây nó là lót của hệ thống này và đây nó là toàn cầu. Và bây giờ những ai đi một sao là hôm thứ bảy vừa chia là được 122 đô đó. Lần trước là mình chia đâu đâu 145 đô. Đấy, nhưng bây giờ là còn 122 đô, 2 tuần nay rồi. Chắc là nhiều cái hay vượt xa quá rồi. À, nó tổng số lót trên toàn cầu nó chia cho số người đặt ID vượt xa. Thì chắc bây giờ cái số lượng ID vượt xa nó hơn, nó chắc phải 400 người rồi. Nên nó chỉ còn 122 đô thôi. Đấy. Và đây nếu mà mã đầu tư là 1 tỷ 625 triệu này.
đó, cộng dồn xuống 100k, cộng dồn xuống 100k, cộng dồn xuống 100k. Thì đây nó là ai đi hai sao, nhận 2 đô trên một lớp toàn cầu, nhưng mà là toàn cầu. Nhưng mà khác cái ông này lại cộng thêm 1 đô của ông IB 1 sao nữa. Đó, nó thành 3 đô trên một lớp toàn cầu. Đó. Ông này được 1 đô thôi nhá, nhưng ông này được 3 đô. Cộng xuống, và đây là cái mã đầu tư. Đây chính là cái mã đầu tư 305 đô này, 305.000 đô này. Đấy, đấy, đây là mã đầu tư 305.000 đô đấy. Cộng xuống 500k. Cộng xuống 500k. Cộng xuống 500k. Thì nó lên MBMA 23 sao. Nó được 5 đô trên một lót toàn cầu. Vì nó cũng được 2 đô thôi, nhưng mà nó lại được cộng 2 đô của 2 sao và được cộng 1 đô của sao thành 5 đô. Vậy tổng cái danh hiệu này 5 đô cộng 13 đô bằng 8 đô, cộng 11 đô bằng 9 đô. Tổng danh hiệu nhá. Bây giờ mình xóa cái này đi nhá. Đấy. Tổng danh hiệu này là 8 đô, 5 cộng 3 là 8, 1 là 9 đô trên một lót. Tổng hệ thống là 11,5 đô trên một lót, cộng lại là 19,5 đô trên một lót. Mà tập đoàn nhận được 30 đô cơ, vậy tập đoàn vẫn còn dư 30 trừ 19,5. Đây 30 đô trừ 19,5 đô bằng 30 trừ 20 còn 10, còn 10,5 đô. 11, 19 là 20, chỗ này là 20,5 đô cả nhà mình. Thì ở chỗ này nó còn 9,5 đô. 20,5, đúng không? 9 đô cộng với 11 là 20,5 đô, thì nó sẽ còn 9,5 đô. Và đây là cái quỹ tiền thưởng của tập đoàn. Đó, vẫn còn vài triệu đô nữa. Đấy, cả nhà mình. Đấy, cái tiền nó ở đây này. Vậy các bạn nhìn thấu suốt là lãi nhiều thì chia nhiều là ở hoa hồng lãi trên lãi và hoa hồng lót. Hoa hồng lót này có đặc điểm giao dịch thắng cũng nhận mà giao dịch thua cũng nhận, bởi vì ông cứ giao dịch 10 đô vào thì tôi nhận giả cho ông, còn ông thắng thì ông lấy tiền về, mà ông thua thì ông mất tiền đi. Nhưng ông nhận 30 đô này và họ đem chia cho ông ta này. Đấy. Vậy thì ngày hôm nay nếu chúng ta đi, chúng ta gọi vốn thì người ta sẽ hỏi chúng ta trong đầu tư cái góc kim tiêu đồ này này, L này, T này, C, D này, góc này nó sẽ xuất phát những câu hỏi lúc có rút được không. Thì chúng ta trả lời lúc ok. Tại sao? Vì chỉ duy nhất thị trường ngoại hối và ngân hàng thì cái này rút được. Còn nếu chúng ta đầu tư người ta xây một cái đập thủy điện thì lâu không rút được. Đầu tư xây một cái trường học cũng không rút được. Đầu tư xây một cái đường sắt cũng không rút được. Đầu tư xây một đường cao tốc cũng không rút được. Duy nhất đầu tư vào ngoại hối, động ngân hàng thì rút gốc bất kỳ lúc nào. Đấy, chúng ta phải giải thích.
vì đây là đầu tư vào ngoại vốn bằng ngân hàng trên rốt cấp bất kỳ chỗ nào. Đấy là câu hỏi của các nhà đầu tư, họ hỏi nếu không rốt gốc thì bao giờ lãi hòa gốc, thì chúng ta sẽ trả lời ở cái góc độ là người ta chỉ đầu tư đơn thuần, đầu tư đơn thuần thì từ 10 tháng đến 12 tháng lãi đủ gốc. Đấy, câu hỏi thứ hai, bao giờ lãi đủ gốc? Câu hỏi thứ ba của giới đầu tư, bao giờ thì nhận lợi nhuận, bao giờ thì nhận lãi? Bởi vì người ta đầu tư vào xây trường học, người ta đầu tư vào cổ phiếu thì nó chia cổ tức, thì mấy tháng nó mới chia một lần. Họ đầu tư vào đập thủy điện thì bao giờ cái máy phát điện nó chạy ra ông điện nhận lãi, bao giờ nhận lãi? Thì ở đây khi làm xong ai đi ngày hôm nay nộp thì chậm nhất, nhanh nhất thì ngày mai có lãi, và chậm nữa thì sau 2 ngày. Ví dụ hôm nay đầu tư buổi tối, mai bắt đầu người ta mới đăng ký cho mình, người ta lấy lô dần dần, thì ngày kia mình mới nhận lãi, bắt đầu nó mới giao dịch. Thầy ơi, nhanh quá nhất. Thầy ơi, hả thầy ạ? Sao thầy làm nhanh quá, em không chép kịp. Nhanh quá thôi, là không chép kịp thì khác quá slide rồi, slide của riêng mình ấy. Đây, bao giờ nhận lãi thì chậm nhất là 2 ngày còn lại nha. Giảng lại chỗ này nha, rút được không? Rút được, bởi vì chỉ là ngoại hối bằng ngân hàng thì điều này mới được thực hiện, còn các ngành đầu tư khác không thực hiện. Nếu không rút gốc, trường thứ nhất là gốc có rút được ngay không? Rút được. Tao có việc cần, tao có rút được không? Rút được. Lấy vợ cho con thì ra mà rút đi, mà về một cái vợ cho con mua đất à? Đấy, ta rút đi về mà mua đất. À, không rút được ngay. Thế nếu ta không rút gốc thì bao giờ thu lãi đủ gốc? Thế ta còn tính tiếp. Khoảng 10 đến 12 tháng thì thu lãi đủ gốc vì lợi nhuận là 10%. Nếu lợi nhuận là 10% thì là 10 tháng, 10-11%. Còn nếu là 7-8% thì nó là 12 tháng. Chúng ta phải trả lời là từ 10 đến 12 tháng rút được không? Đây là không tính những người làm hệ thống nhé. Chúng ta làm hệ thống thì có khi 3 tháng rồi ta rút gốc, hiện nãy rồi đã rút đủ gốc rồi. Có người 1 tháng rút đủ gốc. Chúng ta nói là nói ở đây là nói ở những người đầu tư tứ, họ không làm gì cả. Vậy thì mô này, nếu không rút gốc thì bao giờ gốc đủ lại? Thì từ 10 đến 12 tháng cộng đủ lãi. Vì lợi nhuận nó là từ 10 đến bây giờ chia 3 thì bây giờ 11,30% thì nó tương đương khoảng gần 9% rồi. Và thì nó chỉ khoảng 10 đến 11 tháng thôi. Thế chúng ta nói là 10 đến 12 tháng thế lại sẽ đủ không? Thế người ta hỏi các nhà đầu tư ở đây thì bao giờ, và tất cả các nhà đầu tư mới, bao giờ nhận lãi? Chậm nhất là sau 2 ngày. Hôm nay gửi tiền thì chậm nhất ngày kia bắt đầu hoạt động là có lãi rồi. Đấy, chậm nhất là sau 2 ngày là anh nhận lãi rồi, ngay vào luôn. À, để các người ta ghi chỗ này kịp chưa? Đang ghi kịp chưa? Nghe à, cái chết luôn. Chưa ghi kịp. Để đấy hôm sau giảng lại bổ sung. Hôm sau lại có hương vị hoa nhài. Rồi, câu hỏi này là câu hỏi về chuyên môn của ngành đầu tư này, có tạo ra lợi nhuận liên kim không? Có tạo ra dòng lợi nhuận
liên kim không, liên là năm, kim là tiền, có tạo ra dòng lợi nhuận hàng năm về tiền tiền không? Thì cái công trong giới đầu tư là người ta ra lợi nhuận liên kim không, bởi vì người ta hay nhầm lẫn là lãi vốn, người ta không gọi là đầu tư. Người ta bảo tao nay vừa mua mảnh đất xong rồi ạ, tao được lãi nên thì tao bán, thì đấy người ta gọi là lãi vốn. Và chúng ta vẫn cứ nhầm lẫn là đấy là đầu tư, đấy không phải là đầu tư, đấy chỉ là kỹ thuật mua bán thôi. Còn đầu tư là người ta phải hỏi là có tạo ra dòng lợi nhuận liên kim không, dòng tiền liên kim không. Liên là năm, kim là tiền, dòng tiền hàng năm không. Ta mình nói liên kim là để cho một tài nhà mình có võ một tí. Thôi nó bảo liên kim, chả biết liên kim là cái gì. Bảo có, chậm nhất 2 ngày là có liên kim rồi. Không rút vốn, không rút gốc thì cứ năm này, tuần này nhận, tháng này nhận, tháng sau nhận, năm sau nhận, năm sau nữa nhận. Còn nó nhận đến bao giờ thì tôi chưa biết rồi. Tôi chỉ biết là người ta đã nhận 4 năm rồi thôi. Còn nó nhận bao nhiêu năm nữa thì ông ở đây ông tự đánh giá. Và nó có tạo ra dòng lợi nhuận liên kim. Chúng tôi nhặt đô mỏi tay rồi. Đấy. Đấy, đây là những câu hỏi người ta hay hỏi mình. Một là có rút được gốc không? Thì mình phải khẳng định duy chỉ có ngoại hối và ngân hàng là rút được gốc. Mình gửi tiền vào ngân hàng, mình nhận lãi thôi, mình rút gốc thì rút. Không kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng. Đó. Thì mình khẳng định đây nó là ngoại hối nên nó rút gốc bất kỳ. Mà nếu các bác mà đầu tư ngoại hối mà nó không cho các rút gốc thì tốt nhất bác đừng có đầu tư nữa đấy. Khẳng định luôn. Thứ hai, nếu không rút gốc thì bao giờ hòa vốn? 10 đến 12 tháng hòa vốn. Thứ ba, bao giờ thì nhận lãi? Chậm nhất sau 2 ngày. Đấy, mấy cái điểm người ta hay hỏi. Và thứ tư, có tạo ra dòng lợi nhuận liên kim không? Hay là lãi vốn? Lãi vốn là tầm tôi đầu tư, sau đấy tôi lấy một cục gốc từng này, lãi từng này, cộng lại, nó gọi là lãi vốn. Chúng ta không phải là lãi vốn lâu, ở đây không phải lãi vốn, ở đây là dòng lợi nhuận hàng ngày. Chứ nó tạo ra liên kim, ngày hôm nay có, ngày mai có, ngày kia có, trừ thứ bảy chủ nhật. Mà hôm nào bảo các bạn đầu tư ngoại hối bảo thứ bảy chủ nhật nhận thì là sai. Đó, có tạo ra dòng lợi nhuận liên kim, năm này nhận, năm sau nhận, năm sau nữa nhận, năm sau nữa nhận. Bởi tập đoàn nó ra cổ phiếu và nó biết nó đi bao nhiêu năm. Thấy em ấy. Thế đó, đó là những câu hỏi về đầu tư. Và đầu tư nó chỉ là một công thức. Anh có ít tiền phải không? Ừ, tao có ít. Tối thiểu anh có 25 triệu. Sau 2 năm, lợi nhuận 7%. 7% tháng, anh có 5.000 đô. 25 triệu là 1.000 đô. Sau 2 năm anh có 5.000 đô. Sau 10 năm anh có hơn 4 tỷ. Anh có chịu chơi không? Hỏi không? Anh chịu chơi không? Anh hiểu đi. Anh quên nó 10 năm 25 triệu đi. Nó sẽ hơn 4 tỷ cho anh đó. Sau mỗi năm anh bỏ đây 25 triệu thôi, chả cần nhiều. 10 năm anh có bao nhiêu, mấy trăm tỷ, anh biết không? Đấy, nó gọi là lãi suất kép ấy. Đấy. Cái thế mạnh của ngoại hối là lãi kép. Trên là cái tập 7 dạy con làm giàu, khi ông mới nói mà hôm mình dạy, mình mới hỏi cả nhà bảo, cả nhà mình có biết rằng là người giàu, người ta biến. Đấy, ông giàu bất kỳ ông bảo đây, bọn nhà giàu ơi, chúng ta đang biến 10.000 đô tương đương bây giờ là 230 triệu sau 10 năm bằng 10 triệu đô.
bằng 230 tỷ. Hôm nay mình mọi người hỏi mọi người, mình không nói là ông robot kia cái nói nhỏ hơn, nếu mình nói câu này thì cả nhà mình đem đá mình chết hoang đường. Nhưng khi chúng ta học về ngoại hối rồi, học về lãi suất cao rồi thì chúng ta mới biết đây là sự thật, không chối cãi được. Người giàu luôn chọn cả hai, kinh doanh anh cũng phải giỏi, bán sớm siêu đẳng như ông Vác anh xem nào, đến đâu đến tập đoàn phải tăng cúp ấy, mình mới đi dạy cùng mọi người bán sữa chứ, mình chém gió thế nào được, đầu tư giỏi à? Tại sao lại cứ phải giới hạn một nguồn thu nhập? Những người giàu nhất người ta kiếm ba nguồn thu nhập đến năm nguồn, đến sáu nguồn, mình có giới hạn. Thấy ra mình ở hôm nay xong rồi, thấy giảng bài chế độ hôm nay thế nào? Ai đã hay quá thầy ạ. Hả? Nghe hay quá thầy ạ. Hôm nay có thấy hương vị của hoa hồng không? Nghe cứ sốt hết rồi đấy. Hôm nay có thấy hương vị của hoa hồng không? Có. Nhưng mà mày giảng rất tốt. Hoa nhài. Rất tuyệt vời. Mày này thôi. Vẫn cái ông này giảng nhưng mà mỗi hôm nó lại có một cái hương vị. Và chả hôm nào giống hôm nào cả. Nghe chứ, nghe không có nghe. Nghe này đem cũng được. Nghe này đem xem bảng cái. Nghe này đem xem để con. Không xem, còn giảng nữa yên tâm đi. Nha. Mà xem lại. Không thì thủ sướng quá, thủ sướng quá. Rồi. Con có thấy ông thầy ông Tài không? Thầy giảng nhanh quá chúng em chả viết kịp thầy ạ. À, hay quá nhưng mà chúng em không viết kịp. Không kiên viết. Em biết em căng hết cả mắt em đeo kính mà em viết không thể kịp đâu. Không biết thì làm sao mà hiểu được à thầy ơi. Đó, đó, rồi. Mình giảng đá là mình cung cấp cho cả nhà cái slide mình soạn rồi. Nó tắt trong đấy rồi. Cứ nghe thì Ngọc Thiện quay hộ xong rồi về mà mở ra mà nghe lại cho nó 5-7 lần vào cho nó nhớ mà. Đúng rồi, phải quay phải mở ra xem lại. Thì ấy, hôm nay đã thấy một hương vị của khác, của chế độ trả thưởng khác hôm trước không? Thế giờ phí đâu? Phí đâu? Ờ, thầy giảng thế này thì chúng em mới hiểu thật đi chứ. Nhiều người không biết người ta bảo làm sao nó lừa vào cái công ty này, nó sao nó lắm tiền thế, nó lắm tỷ lớn tỷ bé mà. Ờ, có được thật đi chứ ai đi lừa bởi gì chúng em. Thì đâu? Thì chạy rồi. Ra rồi à? Thì thấy nhiều tiền quá thì chạy rồi thầy ạ. À. Nhiều tiền quá hỏi chị nói lên. À, không có thấy là cái ông thầy này mỗi hôm giảng một kiểu. Vẫn cái này. Mỗi hôm nghe cái này họ giảng bị. Thầy giảng thầy giỏi lắm. Thầy em nghe thầy nó cũng vậy, nó chỉ có phong phú thêm thầy ạ. À, vô dung đâu? Em vô đây. Đây, em muốn, muốn nói tí đi, đi. Anh bắt đầu cảm thấy đuối rồi đây. Em nói tí đi. Xin chào tất cả các anh các chị. Xin chào. Anh các chị hôm nay nghe thầy giảng thì còn phần nào nữa mà chưa rõ thì các anh các chị cứ hỏi đi. Em với thầy giải đáp hết. Về chế độ trả thưởng mọi người đã hiểu rõ chưa hết chưa ạ? Ai hỏi thì bật mic để nghe rõ ràng lời của sếp Dương trả lời nhé. Dạ. Sao không nhìn thấy hình ảnh à? Màn hình tối thế ạ? Em có đây đây. Sáng đấy mà. Vâng. Còn được rồi, được rồi. Được chưa ạ? Vâng. Được rồi. Thế các anh các chị nào nghe về chế độ như vậy còn cái điểm nào mà nó còn chưa hiểu rõ hết không ạ? Tức là chết chưa hết cho nên chưa hiểu được hết. Các anh các chị đã có cái slide mà em gửi lên trên nhóm đấy, các anh các chị copy về. Ngoài cái việc mà thầy giảng ra thì cái slide là ở trong đấy nó cũng rất là đầy đủ. Rồi để xem lại. Vương ơi chị hỏi một tí. Vâng. Cho em hỏi một chút à. Dạ. Em cho em hỏi tí, hôm qua em vào
1.000 đô, nhưng mà hôm nay em tự dưng bị hụt đi mất 8 đô. 8 đô đúng không ạ? Chị nhá, là hôm qua cái lúc chị vào verify xong là cái lúc đấy là vừa tầm công ty chây lệnh cuối. Thì khi giao dịch lệnh cuối đấy thì là lại đúng vào cái lúc mà nó bị hụt tiền đi. Thì chị rơi vào đúng cái lúc đấy. Ồ thế à? Vì là ở đây nhá, là công ty tự động cho verify hết vào giờ nào. Chẳng hạn nếu chị vào lúc sáng thì như ngày hôm qua là vẫn có lời ra về hai cái lệnh lúc đầu là thắng lớn. Về sau cái lệnh cuối cùng đấy thì là lại là cái lệnh thua. Thế nên là mọi người thì vẫn có tiền, nhưng còn chị là cái lúc verify vào buổi chiều ấy thì là verify xong cái thì nó gặp ngay và chị vào cái lúc đấy thì tự nhiên là nó bị hụt đi ạ. À. Không thế sao à, đâu. Thế thì đến nếu mà mình ra buổi sáng đi được không nhỉ? Vâng. Vì là cái này nhá, nếu như mà mọi người làm ấy, thứ nhất là mọi người lên chẳng hạn như là thứ hai này họ bắt đầu giao dịch thì mình nên làm từ chủ nhật thì mình giao dịch luôn từ thứ hai. Còn nếu mà sáng ra mà các anh các chị muốn làm thì chuyển tiền thật sớm thì làm ngay buổi sáng sớm ấy, thì là trong ngày hôm ấy thì người ta sẽ kịp giao dịch cho mình. Còn nếu không thì mình chuyển tiền lúc nào thì bọn em bắn tiền về công ty bây giờ là verify tự động là kịp là người ta giao dịch. Thường là từ hôm Tết đến giờ là hầu như là đều có hai lệnh thắng và một lệnh thua. Có hôm thì nó thua ngay từ cái lệnh thứ hai, nhưng mà có hôm thế nên đổi lại vào chúng cho lúc thua. Đúng rồi đấy ạ. Thế nên là các chị em biết sáng nay là cũng có mấy chị điện lên hỏi. Thế nhưng mà ở đây thì là đúng ra thì là em cũng đề xuất về công ty em hỏi mọi người. Em hôm nay này em cũng vào cái ID của các chị đấy và em chụp lại MT5 cho em gửi cho Sâm ấy. Thì Sâm có hỏi chị gì nhỉ? Em là Hiền. À đúng rồi, chị Hiền ở Cao Bằng. Vâng, thì em cũng có vào cái MT5 và em chụp lại em gửi đấy, là duy nhất của chị cái ngày hôm qua đấy có mỗi lệnh thua. Còn của chúng em đấy là ngày hôm qua là được 3 lệnh thì 2 lệnh thắng, 1 lệnh thua. Hôm qua cũng thắng cũng được ít thôi. Nó đúng ra là thua cái lệnh cuối cùng là nó hơi đậm. Còn hai cái lệnh kia thắng thì đâm ra mỗi người cũng được một ít. Thế như em chưa có tiền giờ dưới thì có được lãi không hả chị? Em cũng à, lãi thì vẫn có, nhưng mà còn cái tiền lót và tiền com. Ở đây nó có hai cái loại tiền, một tiền lót, một tiền com, thì bọn mình cứ gọi là tiền lót là cái tiền của mọi người khi chơi thì tập đoàn thu là 30 đô đấy là tiền lót, còn tiền com là cái khi mọi người rút lãi ấy, thì là nó sẽ nhảy lên cái 30% ấy, thì là 20% là của hệ thống, đấy gọi là tiền com. Thì bọn mình cứ gọi như vậy cho nó tiện thôi. Thế còn chị chưa có hệ thống thì đồng nghĩa với là chị cũng chưa có cái tiền lót tiền com ấy ạ. Vâng, em cảm ơn chị, em cũng chưa hiểu đâu. Chưa biết em ít tuổi hơn chị, em giới thiệu các chị em là Hoàng Dung đấy, thì em sinh năm 71. Thì các chị tiện xưng hô cho nó dễ, không phải đến lúc lại xưng em. Sinh năm 71 thì là thành em rồi. Dạ vâng, em biết chị sinh năm 67 mà. Vâng, cũng được mà không có Hoàng được. Dung hay là Hồng nhà chị cũng em Hồng nhỉ? Nữ Hoàng Dung. À nữ Hoàng Dung, còn chị bây giờ là nói là chị Hồng nhỉ? Cứ gọi là Hồng. Quảng Ninh ăn Tết béo thế. Đang xấu hổ hôm nay lại phải đi uống thuốc giảm cân rồi đây. Mẹ em bảo là về đúng là mấy cầm độc ăn mới ngồi đây. Buồn hết cả người đi. Mà nhớ Hà Nội quá rồi. Ở khu đấy cách ly à Dung, Hoàng Dung? Chúng em ở Quảng Ninh là vẫn ở tâm dịch. À? Chúng em ở Quảng Ninh là ở tâm dịch. Nên là không đi được ra khỏi tỉnh. Chị Dung chưa lên à? Ừ. Đã lên được đâu. Chị Dung vẫn ở học Quảng Ninh à Dung? Đi 21 ngày. Nhưng mà khu đấy là Quảng Ninh, khu Cẩm Phả, em ở Cẩm Phả thì đúng không? Vâng, em ở Cẩm Phả thì không phải là tâm dịch, ở bên Vân Đồn mới là tâm dịch, nhưng mà họ không cho ra khỏi tỉnh.
Đúng rồi, cẩm phả. Vâng. Đấy, bà ngoại nhà em thì lại còn ở Hải Dương nó còn khổ nữa cơ. Bây giờ còn không được ra đến cổng đấy. Đúng rồi, bây giờ nhiều người người ta cũng không cần phải ra cổng đâu mà hàng người ship đến tận nơi. Vâng. Ở nhà ăn vỗ béo. Béo quá rồi chị ạ. Cô cứ gửi sữa về cho bà, ông bà uống SD2 uống, các cụ có tăng cường sức đề kháng là ok, lo cái gì mà buồn đi chán. Bố mẹ em ok thằng Hà Mỹ ơi. Dạ. Đấy nha, chúng ta không thắc mắc gì nữa, chúng ta thiền để cho ta ngủ nha. Ừ, thầy. Dạ, vâng ạ. Hôm nay mình thầy quá thiền đi ạ. Thầy rất quá thầy. Thầy, hết thầy, rồi, thầy về đi. Văn phòng đâm thầy mệt. Ai uống rượu và có thiền không nhỉ? Thầy gì? Có. Anh uống rượu và anh thiền nó càng tỉnh táo càng khỏe. Đào thải. Đang nằm này, đang ngất ngây đang nằm này. Ngất ngây thiền là đang ngủ luôn đấy. Chúng ta bắt đầu nhá. Chúng ta bắt đầu thiền khoảng 20 phút để chúng ta nghỉ ngơi để mà vẽ giấc mơ đẹp với YL nhá. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Hơi thở đến vùng đầu, nói với tiềm thức cho tâm trí của chủ nhân được ngủ yên để tiện chủ nhân thiền. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, đây thở xuống vùng cổ vai gáy, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, đưa hơi thở xuống hai tay dần dần thả lỏng, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, đưa hơi thở xuống vùng bụng, vùng ngực, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, không, không tắt mic của ai đi nha, chuẩn bị tiến sâu rồi, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, đưa hơi thở xuống vùng động vùng mông, vùng hông, hít vào, thở ra, 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 đưa hơi thở xuống hai chân dần dần thả lỏng, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, đưa hơi thở về vùng cơ thể nào còn căng cứng, chưa được thả lỏng, nhất là vùng đầu. Hít vào,
thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Chúng ta hình dung tưởng tượng chúng ta đang ở trên tòa nhà cao tầng. Chúng ta bước vào tầng 10, bấm thang máy xuống tầng 1. Khi thang máy dịch chuyển xuống tầng 1, chúng ta dần dần chìm sâu vào trạng thái thiền, cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Ý thức và tiềm thức hợp nhất là một. Và khi đó chúng ta chỉ còn tập trung vào hơi thở. Thang máy dịch chuyển xuống, chúng ta cũng thiền sâu, chìm sâu xuống. Tiếp tục thang máy xuống tầng 9 rồi, và tiếp tục dịch chuyển xuống. Và chúng ta càng chìm sâu xuống, xuống tầng 8 rồi. Thang máy tiếp tục dịch chuyển xuống tầng 7. Xuống tầng 7 chúng ta cũng chìm sâu xuống. Xuống tầng 6 rồi. Chìm xuống. Xuống tầng 5 rồi. Chìm xuống. Xuống tầng 4 rồi, chìm sâu xuống. Xuống tầng 3 rồi, chìm xuống. Xuống tầng 2 rồi, chìm sâu xuống. Xuống tầng 1 rồi. Khi ta đếm từ 5 đến 0, chúng ta hoàn toàn ở vào trạng thái thả lỏng cơ thể. Tâm trí chỉ còn tập trung vào hơi thở, và khi này ý thức và tiềm thức hợp nhất là 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây, các bạn là những người vô cùng tuyệt vời. Tôi rất ngưỡng mộ các bạn bởi tính kiên trì, tính kỷ luật. Và chỉ có kiên trì và kỷ luật, các bạn sẽ thành công trong cuộc sống. Các bạn sẽ học được bất kỳ điều gì các bạn muốn học, làm bất kỳ điều gì các bạn muốn làm, và các bạn trở thành những người ngoại hạng. Ngay bây giờ, ngay lúc này và ngay tại đây, chúng ta cùng dọn dẹp tâm thức của mình để chuyển hóa những năng lượng ứ tắc trong cơ thể thành những năng lượng tốt. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người,
tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha mẹ con cùng đồng nhất thể. Nếu nay con thân quyến của con hay tổ tiên xa xưa đời kiếp chót xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên gia quyến bao đời, bằng ý nghĩ ngôn từ hành động từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng con nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được đầy tịnh giải phóng các đoạn địa yếu chướng ngăn, mọi năng lượng âm ba nhiễu tạp và chuyển hóa nhiễu năng bất tịnh thành minh quang thần thiết an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha mẹ con cùng đồng nhất thể. Nếu nơi con thân quyến của con hay tổ tiên xa xưa đời kiếp chất xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên gia quyến bao đời, bằng ý nghĩ ngôn từ hành động từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng con nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được đầy tịnh giải phóng các đoạn địa ký ức chướng ngăn, mọi năng lượng âm ba nhiễu tạp và chuyển hóa nhiễu năng bất tịnh thành minh quang thần kết an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha mẹ con cùng đồng nhất thể. Nếu nơi con thân quyến phụ con hay tổ tiên xa xưa đời kiếp chót xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên gia quyến bao đời, bằng ý nghĩ ngôn từ hành động từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng con nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được đẩy tịnh giải phóng các đoạn lìa ký ức chướng ngăn, mọi năng lượng âm ba nhiễu tạp và chuyển hóa nhiễu năng bất tịnh thành minh quang thần khiết an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Chúng ta cùng hãy nói chuyện với tiềm thức về bản kế hoạch của cuộc đời mình, những khát khao cháy bỏng của chúng ta, những mong muốn tột cùng của chúng ta về cuộc sống này, về con người của mình như thế nào. Và khi chúng ta ngủ, chúng ta hãy bảo tiềm thức viết tiếp cái hình ảnh con người của chúng ta và biến điều đó trở thành hiện thực. Chúng ta bắt đầu.
Ok, chúng ta đếm từ 1 đến 5 để chúng ta trở về trạng thái bình thường nha. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Ok, mở mắt ra đi. Sướng ghê. Anh em mình tỉnh thức nào. Tỉnh thức đi cả nhà ơi. Còn một động tác cuối cùng nữa, tỉnh thức đi để chúng ta làm nào. Để chúng ta được bình an nào. Tỉnh thức nha. Ok, chúng ta đưa hai tay ra này. Tay trái chúng ta hình dung chúng ta đã thu được cái chương trình nó tạo ra con COVID-19. Chúng ta tưởng tượng chúng ta thu được chương trình đã tạo ra con COVID-19. Tay phải chúng ta đã cầu xin vũ trụ cho chúng ta cành lá dân sỉ, gọi là lá pơn của quần đảo Hoa Hoài. Cái chương trình nó tạo ra cành dương sỉ này nó tiêu diệt được chương trình tạo ra con COVID-19. Và chúng ta cầm cành dương sỉ như cầm một cây bút thần. Đó. Và chúng ta phong ấn cái chương trình tạo ra con COVID-19. Khi phong ấn chúng ta nín thở nha. 9 vòng. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chúng ta úp lá dương sỉ lên bằng bàn tay trái. Và chúng ta nói: tôi phong ấn bằng cành lá dương, chương trình COVID-19 bằng cành lá dương sỉ thiêng liêng này. Tôi phong ấn chương trình COVID-19 bằng cành lá dương sỉ thiêng liêng này. Tôi phong ấn chương trình COVID-19 bằng cành lá dương sỉ thiêng liêng này. Và chúng ta hình dung một quầng sáng trắng từ tay trái ta bốc lên lan tỏa vào không gian. Và chương trình COVID-19 đã bị tiêu diệt. Rồi chúng ta nói thank you, I love you, I'm sorry. Thank you, I love you, I'm sorry. Thank you, I love you, I'm sorry. Hay chúng ta nói tôi yêu người, tôi xin lỗi người, cảm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn. Ok, xong, chúng ta hoàn toàn được đi ngủ và chúng ta hoàn toàn được bình yên trước COVID-19 nha. Chúng ta nói bốn cái câu đó, tôi yêu người đó, với cả chúng ta đọc lời nguyện của bà Morat đó là tiêu diệt được chương trình rồi. Bây giờ chúng ta lại thêm phong ấn bằng cảnh dương sỉ nữa, thì chúng ta hoàn toàn thao hồ đi lại trong vùng dịch cũng chả sao đâu. Nhưng có điều là chúng ta không để mọi người họ lo lắng thì chúng ta theo tuân thủ. Còn chúng ta đã đọc thế này rồi, đã phong ấn thế này rồi là chúng ta bình an vô sự nhé cả nhà mình nhé. Chúc cả nhà mình một buổi tối ngủ thật ngon, tiềm thức lo mơ cho cả nhà mình giấc mơ đẹp để nó biến những cái điều đó thành sự thật. Tạm biệt cả nhà. Chúng em chào thầy. Chào cả nhà. Em chào tất cả các anh các chị. Chào cả nhà mình nhé. Em chúc tất cả các anh các chị ngủ ngon ạ.